Đức An, đại gia bốn đời vợ, nặng nợ với chân dài, ly hôn ầm ĩ vài trăm tỷ, người mới kẻ cũ tố nhau. Có bốn đời vợ thì hai người là hoa hậu, siêu mẫu. Đại gia Đức An cùng các cuộc ly hôn để lại nhiều tai tiếng. Không phải người trong làng giải trí nhưng đời tư của đại gia bất động sản Nguyễn Đức An sinh năm 1962 đã khiến báo giới tốn không biết giấy mực. Ông có bốn đời vợ, trong đó hai người là chân dài showbiz, chưa kể những lời đồn về hàng tá cuộc tình thoáng qua với các người đẹp khác. Hôn nhân chóng vánh với siêu mẫu và tranh chấp 288 tỷ. Đại gia Đức An vốn kín tiếng cho đến khi ông vướng vào lùm xùm ly hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó, vào năm 2006, Nguyễn Đức An gặp gỡ Thúy qua giới thiệu của bạn bè. Vì đại gia nhanh chóng sa vào lưới tình và đăng ký kết hôn nhanh như chớp với cô chân dài chỉ sau đúng một tuần hẹn hò. Chuyện tình đại gia chân dài lúc bấy giờ được ví như cái kết cổ tích. Trong 2 năm từ 2007 đến 2008, cả hai lần lượt đón hai con gái là Angelina và Valentina. Trong lúc mặn nồng, ông không ngần ngại mang khối tài sản tạo lập trước hôn nhân để mua hàng loạt bất động sản, cổ phiếu, lập các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam nhờ vợ đứng tên với mục đích cho hai cô con gái rượu. Thế nhưng chỉ đúng 13 tháng chung sống, cặp đôi đã dắt nhau ra tòa ly hôn. Chính từ cột mốc này, câu chuyện tưởng cổ tích biến thành phim drama dài tập với loạt đấu tố và vụ kiện tụng liên quan đến khối tài sản hơn 288 tỷ đồng. Những con số thống kê tài sản đã tiết lộ độ giàu có của đại gia Nguyễn Đức An khiến nhiều người choáng váng. Ông là một doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ. Tính xương xương tài sản trong nước lúc bấy giờ Đức An sở hữu gồm 9 căn hộ cao cấp ở quận Nhất, 13 lô đất và biệt thự ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 3 lô đất ở thành phố Vũng Tàu, 1 biệt thự tại quận Bình Thạnh, 31% cổ phần trong công ty Sao Mai ở thành phố Vũng Tàu, tiền mua cổ phiếu trong một dự án ngân hàng, tiền tiết kiệm trong ngân hàng, 7 xe ô tô, 1 xe Vespa. Ở nước ngoài, ông cũng sở hữu khối tài sản khủng, trước hết là thu nhập từ việc bán căn nhà và hai bất động sản ở California lên đến gần 300 tỷ đồng. Tiếp đó là tài sản tại 10 Shadow Case, Newport Beach, California, ước tính là 2.678.037 đô, 56,2 tỷ đồng. Ông cũng nhận các khoản từ việc bán quyền lợi ở Nam California với giá trị thanh toán 1 triệu đô, hơn 21 tỷ đồng trong 10 năm. Sau ly hôn, cặp đại gia chân dài cũng không ngại ngần lên mạng xã hội và truyền thông đại chúng để vạch áo cho người xem lưng. Nàng tố chàng là người chồng vũ phu bội bạc, là người cha vô trách nhiệm khi không chăm sóc chu cấp cho các con theo thỏa thuận của tòa. Chàng tố nàng tìm mọi cách tẩu tán khối tài sản khổng lồ của mình. Thậm chí sau này, khi đã có hạnh phúc mới, cả hai vẫn không ngừng bóc mẽ nhau. Vợ cũ, vợ mới liên tục đá xoáy nhau. Một trong những lần ầm ĩ có thể kể đến là khi đại gia Đức An vướng tin đồn hẹn hò với hoa hậu Thùy Dung. Hình ảnh cặp đôi tay trong tay được rò rỉ trên các mặt báo. Tuy nhiên, Thùy Dung chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Thế nhưng, vợ cũ của Đức An đã đăng tải dòng trạng thái mang tính cảnh cáo lên mạng xã hội. Cô nàng ẩn ý hoa hậu tuổi ngựa, rất vương miệng lúc đăng quang, đang muốn xen vào chuyện gia đình mình. Lúc này, Thùy Dung phải đích thân đáp trả và kêu gọi mọi người hãy đứng bên cạnh để bảo vệ mình. Cô tuyên bố không biết Ngọc Thúy là ai và không quan tâm đến mọi chuyện cựu người mẫu tố cáo. Sau đó, đại gia Nguyễn Đức An tiếp tục dính nghi vấn có tình cảm với siêu mẫu Trần Thu Hằng. Cô siêu mẫu cũng nhanh chóng đính chính rằng đại gia chỉ là một người anh, người bạn tốt của mình. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ trong showbiz, đại gia Đức An từng tâm sự không muốn yêu thêm ai trong giới nghệ thuật nữa. Nhưng có lẽ nhân duyên tiền định với các chân dài không cản được. Ngày 7 tháng 11 năm 2015, vị đại gia đã bí mật làm lễ ăn hỏi với cô người mẫu diễn viên kém 27 tuổi, Phan Như Thảo, sinh năm 1988, quê ở Cà Mau. Thời điểm đó, Như Thảo là chân dài đình đám của showbiz Việt. Cô lọt top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007, top 5 siêu mẫu Việt Nam và là Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu. Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như Sắc Đẹp và Danh Vọng, Gái ế kén chồng. Sau 6 năm bên nhau, cả hai đã đón một thiên thần nhỏ là bé bồ câu. Tổ ấm của vị đại gia lúc này vô cùng bình yên và viên mãn. Đại gia Đức An trong mắt vợ là người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con. Vị đại gia nhiều lần được Như Thảo lên truyền thông hết lời khen ngợi. Về phía mình, Như Thảo dường như gác lại sự nghiệp giải trí để ưu tiên vun vén cho gia đình. Phan Như Thảo rất thành công khi kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường. Hình ảnh ông xã đại gia phụ giúp việc nội trợ chăm con khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trước đó, khi biết tin chồng cũ có bến đỗ mới, cô siêu mẫu tiếp tục lên mạng đã kích ông chuyện rước cô dâu thứ tư trong đời. Trước động thái mỉa mai này, doanh nhân Đức An không hề đoái hoài. Hay có lần, Ngọc Thúy mượn chuyện dì ghẻ bạo hành lên mạng xã hội, đá xéo và ẩn ý trên đời không có chuyện vợ mới yêu thương con của vợ cũ. Sau bài đăng này, Phan Như Thảo liền đáp trả bằng loạt lời lẽ tiêu cực. Cuộc khẩu chiến giữa người mới kẻ cũ lâu lâu lại xuất hiện. Thậm chí Phan Như Thảo còn bức xúc tung loạt bằng chứng tố Ngọc Thúy dựng chuyện nhằm bôi nhọ danh dự của đại gia Đức An và cô.